Thì đây là robot hút bụi và lau nhà 2-in-1 Medion 18501. Như các bạn nhìn qua thì thấy là nó có cấu tạo giống hệt như là dòng robot hút bụi đơn thuần 18500. Có cấu tạo hình tròn, bo cạnh và có cảm ứng đằng trước, hai chổi lau nhà đằng sau, bánh lái và khu vực hút bụi hoàn toàn giống hệt. Ở đây có ghi là Medion MD18501, model sản xuất tháng 6 năm 2018, sản xuất bởi Medion AG, công ty Medion của Germany. Cấu tạo bên trong thì nó cũng có cái khoang, một cái khoang chứa bụi như thế này. Và các cái thành phần của nó thì mình sẽ giới thiệu các cái thành phần giống như là robot hút bụi trước, thì nó có một cái bình đựng bụi, một cái điều khiển từ xa, một cái tường ảo và một cái bộ sạc cộng với cái dây cắm sạc ở đây. Thì với những cái linh kiện này thì là robot có thể hoạt động như là robot hút bụi. Các bạn cho cái bình đựng bụi vào đây. Đó. Và máy đã bắt đầu có thể hoạt động như là robot hút bụi và bật lên và khởi động. Thì khi đó thì là bụi sẽ được hút vào trong cái bình đựng bụi này. Bình đựng bụi có dung tích 0,3 lít. Và khi mà bụi đầy thì các bạn có thể mở cái bình đựng bụi này ra và đem đổ bụi đi. Và sau đó là có thể là rửa đi và dùng lại. Và cái điểm cải tiến ở đây là nó đã có thêm cái bình đựng nước và cái rẻ lau để gắn vào robot, phục vụ như là robot lau nhà. Thì để dùng với chức năng lau nhà thì các bạn cho nước vào cái bình này, mở cái này ra và cho nước vào đây, sau đó lắp thay vào cái vị trí mà đựng bình hút bụi. Mình sẽ đựng cái bình đựng nước vào đây và gắn cái rẻ lau nhà vào bên dưới thân robot. Đây, nó có những cái điểm này để cắm cái chốt vào đây để nó bám chắc. Đây là hai cái điểm mà nước nó sẽ truyền xuống dưới cái rẻ lau nhà này, làm cái rẻ luôn đó. Các bạn bấm vào mấy cái điểm này để nó bám chắc vào. Đó, nghe thấy tiếng như thế nào nó chắc. Và như thế này là các bạn đã có thể dùng được với chức năng lau nhà như là một robot lau nhà. Thì đầu tiên để lau nhà thì là mình sẽ phải tháo cái này ra và tháo cái nắp ra và cho nước vào. Thì cái bình này nó cũng có kích thước tương đương với cái bình đựng bụi, nên là nó sẽ có kích thước khoảng đựng được khoảng 0,3 lít nước. Các bạn đổ nước vào đây. Đó. Và đậy cái nắp này lại. Các bạn đã thấy là nước nó bắt đầu chảy ra rồi. Thì như bạn thấy là ở dưới chỗ này là có hai cái điểm mà làm nước nó chảy ra với một cái lượng vừa phải để làm cái rẻ bên dưới nó luôn nước. Và bây giờ mình sẽ cho vào trong cái ngăn của nó. Từ đây, từ hai cái điểm đấy, nước nó sẽ được truyền xuống dưới qua cái rẻ lau này. Đây, cái rẻ lau đã ướt đây. Thì bạn cắm nó vào cái vị trí. Bạn lưu ý là đừng để nó chảy nước quá nhiều, vừa đủ ẩm thôi. Như vậy là cộng với cái độ ướt của cái rẻ này và có cái nước nó chảy ra từ trong bình chứa thì cái rẻ này nó luôn ẩm và dùng để lau nhà. Và bây giờ Medion 18501 đã sẵn sàng hoạt động như một robot lau nhà. Bình đựng nước đã đựng đầy, rẻ đã được làm ướt. Và các bạn để bật công tắc và cho robot bắt đầu hoạt động. Các bạn có thể bấm nút clean này hoặc là bấm nút clean trên thân máy. Đó, robot đã chạy. Và các bạn có thể thấy cái vệt nước đằng sau robot. Cái vệt nước này tương đối là đều và không bị quá ướt cũng như là quá khô, vừa đủ để lau nhà. Ở đây thì là mình dùng cái mặt bằng gỗ fork như này. Nó có cái tính chất nhẵn và cứng tương đối giống như là cái nền nhà giả gỗ hoặc là bằng gỗ hoặc là các cái nền nhà đá hoa. Thì các bạn có thể thấy là cái robot khi mà nó
lau trên cái nền nhà thì nó cũng sẽ hoạt động nó tương tự như này. Với cái chế độ lau nhà thì là robot chạy chậm hơn và không dùng chức năng hun bụi nên là nó kêu cũng nhẹ nhàng hơn. Như các bạn thấy là robot có cái chức năng phát hiện độ cao, thì khi mà nó gặp cái mép độ cao như này thì nó tự động lùi lại và tránh các trường hợp ví dụ như là gặp cầu thang thì nó sẽ không xảy ra cái tai nạn. Đó, các bạn thấy là sau khi robot lau qua thì là nó cái mặt bàn đã trở nên sạch hơn. Và khi mà robot lau qua khoảng độ 1-2 phút thì nó có thể sẽ khô lại. Đấy, robot đang lau đi lau lại. Thì với thời gian hoạt động cho một lần sạc của robot có thể lên đến 90 phút. Với thời gian 90 phút thì là có thể lau với tốc độ lau như này được một căn phòng tương đối là rộng. Với cái chế độ lau nhà thì là có những cái lưu ý là thứ nhất là bạn không để cho robot hoạt động trong khu vực có thảm, chỉ hoạt động trong những khu vực ví dụ như là dùng cái sàn gỗ hoặc là sàn lá hoa. Và lưu ý thứ hai là các bạn khi mà chạy cái chế độ lau nhà thì không để robot đứng im, thì nó có thể làm nước nó chảy thành vũng. Và cái lưu ý thứ ba khi mà lau nhà, đây là lưu ý quan trọng, là khi mà có nước trong bình thì các bạn là không được sạc robot, vì nó có thể gây đến là bị chập vào tiếp điểm và gây hỏng cái sạc cũng như là hỏng robot. Bây giờ thì là mình sẽ dừng cái chức năng lau nhà, thì các bạn chỉ việc bấm vào cái nút clean một lần nữa. Đó, thì là robot đã dừng lại. Và các bạn có thể khi mà lau nhà xong thì các bạn có thể là tắt robot đi, tháo cái bình đựng nước trong này ra. Nếu mà còn nước thì các bạn có thể là đổ đi. Và các bạn tháo cái bộ bộ rẻ bên dưới, các bạn tháo cả cái đế này của nó ra. Và tháo cái rẻ. Giặt, có thể giặt cái rẻ này đi. Và phơi khô cho lần sử dụng tiếp theo. Để hoạt động với chức năng hút bụi thì các bạn chỉ việc cho cái bình đựng bụi vào thôi. Và nếu mà với cái trường hợp mà bạn mới lau nhà xong thì các bạn có thể lau những cái nước nó còn dính ở đây để cho bụi nó khỏi bị loang ra, nó bẩn cả phía trên mặt và có thể là trong cái khu đựng bình này. Thì đây các bạn là, đây là cái bình đựng bụi, thì trông nó khác với cái bình đựng nước thì chắc là không nhầm được. Thì đây là nó có cái bộ lọc bụi ở đây, các bạn quay này cho nó lại. Đó, các bạn đóng lại. Ở đây thì để hoạt động với chức năng hút bụi thì các bạn cũng sẽ bật máy và bấm cái nút clean. Với trường hợp này thì các bạn thấy máy nó kêu to hơn vì nó có thêm cái động cơ nó hút bụi và máy chạy cũng nhanh hơn, thì nó không có cái độ cản của cái rẻ bên dưới nữa, nó chạy hút bụi nhanh. Với cái hai cái rẻ hai bên này nó có thể hút được ở các cái góc tường rất là hiệu quả. Các cái chức năng hút bụi chính ở đây thì có cái chức năng hút theo vòng xoáy. Đó, khi các bạn bấm cái nút vòng xoáy này nó sẽ xoáy quanh một cái điểm mà mình cần tập trung hút và nó sẽ hút mạnh hơn đến khi nào mà sạch cái điểm đấy thì thôi. Và cái chức năng thứ hai là hút theo chân tường. Ở đây các bạn thấy cái hình vuông ở đây, nó sẽ đi dọc theo các cái chân tường. Ở đây thì với cái bàn này thì là nó không có cái chân nên là nó sẽ không phát hiện được, nhưng mà với cái chân tường, nó gặp cái chân tường thì nó cứ men theo cái mép chân tường đấy để nó hút sạch các bụi ở chân tường. Và đây là các cái phím điều khiển hướng cho robot. Bấm nút home có hình ngôi nhà đây này thì nó sẽ tự về chạm sạc, hoặc là khi mà nó gần hết pin nó cũng sẽ tự động tìm về chạm sạc. Bây giờ mình sẽ cho cái chế độ thủ công, mình bấm vào đây. Đó, ngay lập tức thì robot sẽ không hút nữa mà nó sẽ tìm về chạm sạc. Đó, nó sẽ tìm đến hai cái tiếp điểm này, làm sao để nó bắt vào hai cái tiếp điểm ở dưới đáy máy để nó sạc pin. Với trường hợp vừa rồi là nó chưa chạm đúng vào cái tiếp điểm mà nó sẽ quay lùi lại để nó đi, để đâm thẳng vào cái tiếp điểm đúng. Đấy, các bạn đi và nó thấy nó đi từ từ như thế. Đó, các bạn nghe thấy tiếng pip là như thế là nó đã
quay về chạm sạc thành công và nó đang bắt đầu sạc. Các bạn thấy là nó nhấp nháy ở trên kia. Còn một cái thiết bị nữa là cái thiết bị tường ảo này. Bạn là dùng cái gục pin cho cái pin vào bên dưới, tháo cái này ra và cho pin vào. Và khi mà bật cái chế độ on off này thì cái tường ảo này có tác dụng là hạn chế cho robot đi vào các cái khu vực mà mình không mong muốn. Thì nó tường ảo nó sẽ phát ra cái sóng ở cái khoảng rộng như này đằng trước, trong khoảng 1 đến 1,5 mét. Ví dụ như mình đặt cái tường ảo này ở trước cái cửa phòng thì robot sẽ không đi qua cửa phòng này mà đi sang phòng khác. Hoặc là ví dụ như là trước cửa phòng tắm chẳng hạn thì robot sẽ không đi vào cái khu vực phòng tắm. Hoặc là các bạn có thể đặt cái này quanh các cái đĩa thức ăn cho chó, mèo thì là robot sẽ không đi đến các cái khu vực đấy. Ở đây thì là mình đã rắc một ít bột gạo lên trên bàn để thay cho các cái bụi bẩn ở trong nhà của bạn để thử xem là robot hút có tốt không. Bây giờ mình sẽ cho robot chạy. Đó, khi các bạn đi thấy đi qua là robot đã hai cái chổi nó đã quét và ngay lập tức các bạn thấy là đằng sau nó hút đi sạch, rất là sạch. Đi qua một cái là các bạn có thể thấy là qua hai cái lượt đi là cái chỗ bụi này đã hoàn toàn sạch sẽ. Để hẹn giờ cho robot hút bụi hoạt động vào một giờ cố định hàng ngày thì các bạn có thể dùng cái điều khiển này để hẹn giờ. Đầu tiên là các bạn bật cho robot lên và các bạn chỉ cái điều khiển về hướng robot để nó có thể nhận tín hiệu. Trước tiên, trước khi hẹn giờ thì các bạn phải hẹn cài đặt cái thời điểm chính xác của mình bây giờ. Đây là cái chữ clock, là cái thời điểm, là cái giờ của mình hiện tại. Và cái plan là cái giờ hẹn giờ. Hai cái đều đang 0 giờ 00 phút, nghĩa là chưa hoạt động gì. Đầu tiên các bạn phải cài đặt giờ giống cái giờ của mình. Ví dụ bây giờ của mình đang là 17 giờ 31 phút. Thì cái robot này nó vừa xong là nó tự. Thì bây giờ giờ của mình là 17 giờ 31 phút. Thì bạn cài cho robot vào 17, bấm nút clock trước để cài cái giờ hiện tại. Đấy, các bạn thấy nháy cái nút giờ. Mình sẽ chỉnh nó đến cái 17 giờ. 17 giờ. Chỉnh sang nút sang phải nó sẽ sang phút 31 phút. Chỉnh lên chỉnh xuống. Và 2 phút đi. Đấy, như vậy là cái đồng hồ này nó sẽ chạy theo cái giờ hiện tại của bạn. Khi mà bạn muốn robot hoạt động hàng ngày vào lúc 6 giờ chiều hay là 18 giờ chẳng hạn thì các bạn bấm nút plan này. Đấy, bây giờ là nó sẽ chạy nút giờ như này. 17, 18 giờ. 18 giờ 00 hoặc là 18 giờ bao nhiêu phút đấy. Đây nó thay đổi 15 phút một. 18 giờ 30 đi. Đó. Như vậy bạn nhìn thấy ở đây bạn sẽ thấy là bây giờ là 17 giờ 32 và robot sẽ hoạt động vào lúc 18 giờ 30 hàng ngày. Thì khi mà đến cái giờ này thì robot sẽ tự động chạy và nó sẽ hoạt động trong khoảng được gần 90 phút, 80 phút và sau khi gần hết pin thì nó sẽ tự động quay về chạm sạc để sạc cho lần hoạt động tiếp theo. Một bộ robot thì gồm có robot, một cái chạm sạc cộng với củ sạc, cộng với một chạm, một bình đựng nước, một bình đựng bụi, một cái khay đựng rửa lau và rửa lau, cộng một cái tường ảo, một cái điều khiển từ xa. Ngoài ra robot còn có một cái rẻ dự phòng, một cái màng lọc bụi dự phòng, pin tiểu, một cái chổi để làm vệ sinh robot và hai cái chổi quét bụi dự phòng cho hai cái chổi ở dưới và một sách hướng dẫn sử dụng. Một cái hộp đựng